Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay thì mình tự làm cái vegan sauce, fish sauce, nước mắm chay. Mình tránh được cái hóa chất mà khi mà mình mua nước mắm chay ở ngoài á các bạn. Và cái này mình làm nhiều để mình giữ được lâu và mình ăn từ từ, rất là ngon. Nó thơm mùi biển, thơm mùi cá nhẹ nhẹ vậy đó. Ngoài cách pha nước mắm, mình có thể để kho đồ chay hoặc là kho quẹt. Những món gì mà làm nước mắm như nấu bún bò Huế, bún riêu, mình cũng có thể để cái nước mắm này vô nêm thì nó rất là ngon luôn các bạn. Thì những cái đồ hôm nay mi làm á, là gồm có một bịch củ cải muối. Củ cải muối này mình mua cái loại nguyên á, là cái bịch đây nè mi mới để ra và mình rửa cho sạch ha. Và một chút ít rong biển. Rong biển này là mình mua ở chợ đại hàng á các bạn. Đây là một chút ít rong biển nè, cái bịch của nó nè. Muốn mua hiệu nào cũng được mà nó mềm á, rong biển này mình để nấu canh ăn ngon lắm. Một trái khóm, nhưng mà mình không có nấu khóm cho nó lâu thì mình có thể lấy cái này mình làm cho nó nhanh. Cái này là nước khóm pineapple juice, người ta đã xay ra rồi và người ta có để nước ở trong đây nữa, thì mình lấy cái nước này mình nấu luôn ha. Bạn nào không mua được cái này thì mình lấy khóm bình thường của mình á, mình cắt ra miếng lát lát thì mình cũng để vô mình nấu được. Thì cái loại này cái cỡ của nó là 1,75 lít, là cũng gần 2 lít đó các bạn. Và mình đổ vô cái nồi này ha. Cái thành phần của cái hộp juice này nè các bạn, thì cái trong đây là nó có nước, nước khóm và với vitamin C thôi, chứ không có đường gì hết. Cho nên trong cái khóm này thì người ta ghi ngọt là của cái khóm chứ không phải ngọt của đường để vô thêm ha. Này mình nấu cho nó đậm đặc á các bạn. Và rong biển này mình cũng đã rửa sơ xong rồi mình để vô đây ha. Thì mình cắt lát lát ra các bạn, để cho nó vô luôn ha. Và xong rồi mình để muối vào. Nhưng mà các bạn lưu ý, nếu mà mình để muối hồng này á thì cái nước á, nó sẽ có cái cặn chút xíu là của những cái mineral, cái khoáng chất ở trong cái muối này nè, nó sẽ ra nó nhìn giống như hơi cặn chút xíu nha. Còn nếu mình không thích thì mình cho muối biển bình thường ha. Cái củ cải muối á, là nó mặn. 3 muỗng canh dung. Và cái này là bột nêm thì mình cho khoảng 1 muỗng bột nêm nha các bạn. Và đường nâu. 3 muỗng canh đường nâu luôn. Cũng bằng với muối vậy đó, nhưng mà sau này thì khi mình làm nước mắm là mình sẽ thêm đường vô nữa nha. Rồi mình bật lửa lên các bạn ha. Và bắt đầu mình nấu với lửa mạnh nha. Để cho nó sôi lên xong rồi mình dặn cho lửa nó vừa thôi. Sau khi mà nước nó sôi lên rồi á các bạn, rồi mình dặn nhỏ lửa lại. Thì bây giờ là mình để khoảng 1 tiếng rồi đó, là mình thấy cái củ cải nó cũng nở ra hết rồi. Thì bây giờ nó nở ra cái nước nó cũng vừa thơm mà nó cũng mặn đó. Bây giờ mi vớt cái này ra hết nha. Vớt cái xác ra hết. Rồi mình đổ ra cái lượt hết rồi đó các bạn. Giờ mình đổ ngược cái nước trở lại nè. Giờ thì cái nước của mình nó sạch rồi đó, hết xác rồi. Cái xác này các bạn đừng có bỏ nha, mình có thể mình lấy củ cải muối mình cắt nhỏ nhỏ ra rồi mình củ cải muối xào xả ớt ăn cũng rất là ngon. Với rong biển này nữa thì cũng để luôn chứ mình đừng có bỏ ha. Cái này là nước tương organic tamari soy sauce. Mình cho vô đây hơi màu hơi đậm một chút để tới khi mà mình pha với nước á các bạn là cái màu nó mới vừa. Mình pha là 10 muỗng nước tương các bạn. Mới cho các bạn xem, cái này là molasses, là mình thay thế nước màu đồ luôn á các bạn. Thì nếu mà mình không có muốn để nước tương á là mình có thể để khoảng chừng 1 muỗng cà phê hay molasses vô thì cái màu nó vẫn ra cái màu đậm giống như là nước màu đó các bạn. Nhưng mà cái này là cái loại mà mật mía, mình ăn rất là bổ mà cũng tốt cho sức khỏe của mình nữa. Thì mình cho vào đây cũng được nữa thì cái màu nó cũng đậm hơn nếu mà mình không muốn để nước tương nhiều quá ha. Rồi bây giờ mình hòa cái nước lên, mình thấy cái nước này mùi củ cải muối rồi các bạn, nó ra cái mùi rất là thơm. Rồi nó sôi lên lại rồi
mình tắt lửa nha. Giờ mình để cho nguội xong rồi mình bỏ vào hũ, mình bỏ tủ lạnh ngăn mát thì mình để được cũng rất là lâu mà cái mùi thơm cũng ngon lắm các bạn. Các bạn làm thử đi, Mi nghĩ các bạn sẽ thích á. Bây giờ mình pha nước mắm nha các bạn. Cái này Mi có ở đây là tỏi, rồi mình để khoảng 1 muỗng nước cốt chanh vô đây luôn với cái xác của chanh á. Tỏi mình để chanh vô vậy thì cái tỏi để lâu mà nó không có bị đen á các bạn. Giờ mình cho nước bình nước thường vô. Nếu mà mình cho nước dừa được thì càng tốt các bạn ha, nó càng ngon thơm. Rồi mình cho 5 muỗng nước lạnh bình thường. 2 muỗng canh đường nâu. Các bạn có thể thay thế đường nâu bằng đường trắng nha. Và cái nước mắm mình đã để nguội rồi nè các bạn, thì mi cho vô đây 4 muỗng nước mắm. Rồi các bạn nêm lại cho vừa ăn ha. Cái này là mình ăn với bún là được rồi đó, chua chua ngọt ngọt. Và bây giờ mình cho ớt vô. Rồi ngon chưa nè. Vegan sauce, đâu ai biết ha. Cách làm rất là nhanh luôn mà mình để được cũng lâu khi mà mình không pha. Còn mình pha như vậy thì mình để tủ lạnh được chừng 1 2 ngày 3 ngày là mình ăn thôi, rồi đừng không có để lâu quá ha. Mi có chia sẻ với các bạn về cách làm 3 loại nước mắm gừng sả tỏi, là mình làm nhanh mình ăn liền không có cần nấu như kiểu này, rất là ngon luôn với nước dừa tươi. Thì bạn nào chưa xem thì mình xem lại video đó ha. Bạn nhớ nhấn like giùm Mi ha và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký subscribe thì mình nhấn vào luôn ha. Mi hy vọng là với cách làm nước mắm chay này cũng làm cho các bạn ăn chay được ngon miệng hơn, và mình cũng gieo duyên được nhiều người để mọi người đều ăn chay với mình. Hẹn các bạn ở nhiều video về nấu đồ chay hoặc những mẹo giặt đơn giản, hay là những video trồng những cây thuốc quý xa vườn nhà mình mà tốt cho sức khỏe các bạn ha. Mi chào tạm biệt các bạn. Bye bye.